Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì tôi sẽ làm một cái clip quay cái cảnh người ta thu hoạch cái con chang chang. Có nơi gọi con chang chang, có nơi gọi là con chem chép. Những cái con này thì người ta bắt thì ở biển về thôi các bạn. Người ta bắt xong thì người ta bán 1 ký 4.000 các bạn. 4.000 thu mua tại chỗ luôn, 4.000. Cái con này riêng cái con này bắt về thì cho tôm ăn các bạn. Cái này thì nhìn qua thì chắc có lẽ một số bạn biết, một số bạn thì chắc cũng không biết cái con này. Và riêng cái con này thì mua về cho tôm ăn thôi, còn người ăn thì không được, nhưng mà nhỏ lắm. Nó giống như kiểu cái con ngao mà. Đây các bạn xem anh làm rất là vất vả các bạn. Ngày thì có người người ta kiếm tạ mấy hai tạ tùy theo các bạn. Riêng cái này thì người ta đi theo con nước chứ không phải là lúc nào cũng thích ra biển là có nha bạn. Nhìn mấy anh này qua tâm sự, qua hỏi chuyện thì mấy anh này cũng vui tính. Riêng kéo này mệt lắm bạn, rất là đau lưng nha. Kéo cả ngày được một tạ hay là hai tạ gì đó là rất là mệt. Xã hội thì mỗi người mỗi việc thôi, việc nào cũng có cái tính chất là đặc thù, nó khó khăn và nhàn hạ nó có cái riêng, có cái tính chất riêng. Ai cũng phải làm, ai cũng làm mới có ăn được. Xã hội bây giờ kiếm đồng tiền nó rất là vất vả. Ở đây thì rất là nhiều người kéo nha các bạn, rất là nhiều người. Đó, các bạn nhìn động tác người ta kéo rồi. Cũng gần bờ thôi chứ không đi xa bờ. Đây cũng có mấy con nít các bạn, mấy con nít cũng đi kéo luôn, cũng tham gia kéo phụ giúp mà bố mẹ. Chắc đây là mấy em này gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đấy, người ta kéo một đoạn xong người ta phải xốc lên các bạn, để cho cát nó rơi ra, xong cái con nó động lại. Đây cũng có một chú bạn này. Chú này chắc năm nay chắc năm mấy 60 rồi. Cũng đi kéo người ta luôn. Trẻ thì làm rất là nhanh rồi, chú cứ nhịp nhịp rất là nhẹ nhàng. Không vì đồng tiền các bạn. Cuộc sống bây giờ không có tiền là thua. Cuộc sống bây giờ mà không có tiền là người ta coi cũng nói thật nó cũng không ra gì đâu các bạn ạ. Thôi cố gắng. Mình nghèo mình cố gắng thôi nha các bạn.
Đây là mấy cái bao này chắn sóng các bạn, chắn sóng này, sóng nó lớn lắm, tới mùa nước lên là nó rất là lớn. Cái bao này thì người ta để cát đúng không ạ, người ta bơm cát vào. Bạn nào mà dân gần biển chắc có lẽ biết. Đây xa xa kia là các khu du lịch các bạn, nhưng mà mùa dịch Covid thì ít khách, còn mà không có dịch khách rất là đông, đông lắm bạn. Chỗ đây là khu Ocean 50. Thôi cuối cùng thì xin chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh mình nha. Một lần nữa thì rất là chân thành cảm ơn các bạn. Và chúc các bạn may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc trong cuộc sống. Chào các bạn.